Thời gian qua, dư luận quan tâm tới thông tin từ ngày 25 tháng 8 tới, các hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, theo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cách hiểu này là chưa chính xác. Ngày 25 tháng 8 tới, Nghị định 45 có hiệu lực, chứ chưa phải thời điểm áp dụng chế tài xử phạt đối với hành vi phân loại rác tại nguồn. Song phân loại rác vẫn là điều cần thiết để bảo vệ môi trường. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, thay thế cho Nghị định 55 năm 2021. Trong đó quy định từ 500.000 đến 1 triệu đồng với hành vi hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8, khiến nhiều người hiểu rằng từ ngày này, người dân không phân loại rác tại nguồn sẽ bị xử phạt, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định đó là cách hiểu chưa đúng, bởi theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, việc xử phạt là cần thiết nhưng phải có lộ trình và đúng thời điểm. Mà trong rác, nếu chúng ta biết quản lý mà biết ngay từ khâu phân loại rác đã biến rác nó thành tài nguyên thì có thể được hưởng lợi. Đấy là về chính sách chung. Còn cách làm sẽ có cái hướng dẫn và phụ thuộc vào cái sáng kiến của địa phương, sáng kiến của từng khu phố, và nó phải trong những điều kiện hết sức đặc thù nhưng phải khả thi. Và nó sẽ gắn với cái công tác này, công tác quản lý này từ cái người mà phát sinh ra rác cho đến cái người thu gom, cho đến người xử lý rác, nó phải đồng bộ. Và phải có cái công nghệ phần cuối là phải thực sự là phân loại, phải tái chế, phải tái tuần hoàn rác thì nó phải đồng bộ. Được biết, Tổng cục Môi trường đang chuẩn bị lấy ý kiến các địa phương về hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Sau khi bộ này ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác thải, các tỉnh thành phố sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương mình để quy định chi tiết việc này. Lộ trình thực hiện chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Luật cho 3 năm để triển khai áp dụng chế tài này. Như vậy, đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, phân loại chất thải rắn sinh hoạt là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình. Đến thời điểm đó, nếu không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, mới bị xử phạt vi phạm hành chính. Điều đó nó chứng tỏ ra là một cái điều hết sức quan trọng là cái việc phân loại rác là việc rất là cụ thể. Nhưng mà lớn hơn nữa, tức là cái việc chuyển cái bước từ luật xuống đến thực thi luật, nó là một khoảng quá dài, mà nó là một cái bệnh rất là muôn thuở ở Việt Nam. Nó cái gốc rễ của nó chính là chỗ là luật không được cụ thể. Vấn đề rất cốt lõi, thế thì chúng ta đề nghị bây giờ là ta phải làm cái chuyện ta tạo điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện về trước hết là về điều kiện vật chất, để cho những gia đình có thể có điều kiện để có thể có điều kiện mà phân loại ra, hay là các cơ sở, những người đi thu gom, tức là các anh các chị làm môi trường. Thứ ba là cơ sở tập kết cũng phải phân nữa chứ. Từ nay đến năm 2025, chỉ còn hơn 2 năm nữa luật sẽ được thực thi. Nhiều chuyên gia hoài nghi về tính khả thi của luật khi hiện tại về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vẫn chưa đồng bộ. Nói là không đủ, không đúng. Nhưng nói là đủ thì cũng ít sự tin tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì muốn mà bộ máy nó vận hành được thì phải rất nhiều các cái bộ phận, cái chi tiết nó phải sẵn sàng. Thế thì trong trường hợp này, như tôi đã nói ở trên ấy, thì cái quan trọng nhất là một là về mặt cơ học, các thiết bị, cơ khí, các thiết bị để mà anh nhận rác đã được phân loại, anh trở đến và người dân nhìn thấy là anh xử lý một cách độc lập để mang lại lợi ích kinh tế hoặc mang lại lợi ích môi trường. Thì cái đấy không biết trong 2 năm có được không. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng cần phải tiếp tục tuyên truyền để người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và xem rác thải như một nguồn tài nguyên. Bởi nếu phân loại tại nguồn được thực hiện đồng bộ, thì rác sẽ trở thành nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành khác như điện, nguyên vật liệu tái chế hay phân bón.